Dạ, rất vui được chào đón quý khán giả quay trở lại với kênh của QuanBH. Chị Ni lại tiếp tục làm cho cộng đồng mạng hả hê khi có một bài đăng nói về mì xào Củ Chi nha quý vị. Mà không những là mì xào mà còn là một con cá bảy màu. Cá bảy màu rất là lì nha quý vị, lì đến mức độ mà hết hồn. À, thời gian vừa qua thì bảy màu á, là chơi chiêu rất là làm mắc ói, đó là kiện 40 mấy kênh YouTube. À, và đang nộp đơn cho các sở thông tin truyền thông cũng như là cơ quan chức năng. Nhưng mà ở đây á, chúng ta biết là mới đây chị mới đăng một cái bài đăng liên quan đến việc mà sở thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh mời lên để làm việc. À, không biết là làm việc gì. Thông thường đó quý vị biết đó, khi mà chúng ta đi thưa ai, tố ai hoặc là kiện ai là đến cơ quan điều tra. Còn đến cơ quan sở thông tin và truyền thông á thì đến để làm rõ những cái nội dung chị tố giác là liệu là có đúng sự thật hay không, và cái tên mà tên mì xào là có phải là tên của chị hay không, hay là tên bảy màu có phải là tên của chị hay không. Nếu mà chị tố cáo tào lao là chị sẽ ăn đòn trở ngược lại, tức là quấy nhiễu thông tin gây hoang mang trong dư luận, đăng bài trên trang cá nhân của mình và ghi là tào lao biết đâu như thế thì sở thông tin và truyền thông yêu cầu lên làm việc. Chị tưởng chắc là vui lắm, nhưng mà cái này thì như qua má nghĩ rằng là phản tác dụng nha, phản tác dụng và đi ngược lại đó, đi ngược lại là chị có khả năng là sẽ bị đập tia tua. Rồi, chị Ni vừa mới có một bài đăng khuya ngày hôm qua thì nói về mì xào, mặc dù là chuyến đi Úc đầy bận rộn nhưng lúc rảnh chị Ni lục lại là thấy mì xào ngoi lên và nói tào lao bí đao, thì chị Ni đáp trả cho thấy nhục mặt như thế nào. Và cái bài đăng này của chị Ni được sự hưởng ứng của khán giả, cộng đồng mạng phải nói là rầm rộ và rất là hả hê khi mà chị Ni nói về mì xào một cách rất là thẳng thắn và đầy ẩn ý và thậm chí là sát thương rất lớn. Như thế này quý vị, bắt con cá bảy màu đem chiên bỏ vô dĩa mì mà mì này là phải là mì xào mới được nha, bỏ vô dĩa mì xào nhai nát bị kiện nha, nhai nát rồi bị kiện nha, rồi ăn món khác đi, tránh hai từ vua chúa hay dùng ra. Mấy nay là đi Úc chơi mà mù thông tin, khi hay tin giật bắn cả người bưng bưng giật bắn cả người bưng bưng. Mới nhất là 7,5 triệu, đứa nào là lấy của Cao trả lại cho Cao, hận 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 nha. Nhưng mà xịt nói nhỏ thôi, bức dây động kinh chứ không phải là bức dây động rừng, kha kha kha. Như vậy là chúng ta thấy là chị Ni lần này là tiết lộ cho mọi người thêm một cái thông tin là mì xào vừa mới là ăn 7,5 triệu nữa quý vị. Lần trước là liên quan đến gia đình của cô Sáu là cũng là 7,5 triệu rồi, và lần này tiếp lần hai là 7,5 triệu liên quan đến phía của Hồng Loan. Nhưng mà ai kiện và lá đơn nó kiện dính như thế nào thì chúng ta cứ chờ xem nha, từ từ nó sẽ lòi hết. Và chị ta đang kiểu như là hăng máu đó, vì đang bị là bị đòn ti tu đó, là tỏ ra là ấm ức và đang kiện 46 47 kênh YouTube đó quý vị. Đọc đó không biết cao quản giá hay không. Thì ở đây á, bài đăng của chị Ni là nêu nè quý vị thấy không, chơi một cái chiêu rất là và nó là rất là tuyệt hảo, biến mì xào trở thành cái món chiên giòn đó vị, là bắt con cá bảy màu. Bà cá bảy màu à, li ti thôi quý vị, mà đem đi chiên giòn rồi bỏ vô tô mì xào ăn ngấu nghiến, ăn nhai, nhai cho nát. Nhưng mà nếu mà không nát là bị kiện, nhai nát thì bị kiện nha, nhớ ăn đi rồi sẽ bị kiện. Cá biển bảy màu mà trộn với mì xào để mà ăn là bị kiện. Bởi vì sao? Bởi vì đó là món ăn của vua chúa, không phải là món ăn của thường dân. Cho nên là chị Ni khuyên là né ra, đừng có ăn cái món ăn của vua chúa và các cái tên miền, cái tên dùng riêng được cộng đồng, được người dân đặt cho mì xào đó, mì xào bảy màu. Bây giờ là cá bảy màu trộn vào mì xào bằng món chiên giòn đó, chúng ta thấy hết hồn ha, hết hồn mì xào ghê đúng không vị. Và đặc biệt cái ngang thông tin mà 7,5 triệu đây á, bây giờ đừng có bưng bít được nữa đâu, lộ ra hết rồi, lộ rõ bản chất rồi quý vị, không có gì mà phải giấu nữa, giấu giếm nữa. Và với cái lối dẫn chuyện và vu khống bịa đặt của chị đó, bị phạt tiền là hoàn toàn không có gì lạ cả, không có gì lạ cả. Bởi vì sao? Không có cái lý do nào mà cứ lên chửi người ta vô ơn suốt tháng này qua tháng kia vậy, mình không có giúp được gì cho người ta mà cứ đi chửi người ta vô ơn.
Mà cái câu chửi vô ơn là cái câu đó rất là nặng nha, rất là nặng. Mà bản thân á, chị không có mang lợi ích gì cho Hồng Loan ấy, mà chị đến cái drama của Hồng Loan đó là chị kiếm lợi ích không hề nhỏ nha, không hề nhỏ, lợi ích rất là lớn. Trong vòng là 6-7 tháng gì đó, chị nói về cái câu chuyện của gia đình nhà cố nghệ sĩ lên là 60 mấy tập đó mày, 60 mấy tập đó là chị kiếm bao nhiêu tiền. Vậy đó mà chị nói lại người ta vô ơn, chị giúp gì, chị cho người ta được đồng nào, chị có hỗ trợ bán hàng, là hỗ trợ pháp lý, hay là đến nhà Hồng Loan để mà giúp cho Hồng Loan kinh doanh buôn bán làm ăn, hay là vượt qua khó khăn gian khổ đâu, mà nói là Hồng Loan vô ơn, chúng ta tin như vậy đó. Rồi thì ngoài cái bài đăng này đây, thì ngày hôm qua chị Ni cũng có những cái thông tin phải nói là mạnh mẽ liên quan đến việc mà một tờ báo ha tờ báo viết về Hồng Loan đó. Và thêm như thông tin của cư dân mạng thì tờ báo này có lẽ rằng là viết bài theo theo kiểu đặt hàng đó, theo kiểu đặt hàng cho nên mới viết kiểu này. Về nội dung viết như thế nào thì Quang Mát sẽ cập nhật đến cho cô chú anh chị và các bạn, có thể là quý vị đã nghe qua hoặc là có thể là quý vị nào chưa nghe thì chúng ta nghe lại. Và sau khi đọc bài này xong á, là cái phần đối đáp của chị Ni liên quan đến cái bài báo này cực hay, cực gắt, và đặc biệt là nhấn chìm tên Thái Công Công trai bao phía bên gia đình của cô Sáu đó. Tên đó là Chim, lên vu khống bị đặt chồng luôn, mình lên nói đạo đức dễ kinh khủng. Và chị Ni là cũng chăm sóc tên này đặc biệt cho cái chuyến đi lưu diễn Úc này, khi rảnh nhớ là lên chăm sóc tên này để cho tên này thấy nhục mặt như thế nào. Một người đàn ông mà lên bịa chuyện suốt ngày, cứ con nuôi con ruột, rồi cứ nói Hồng Loan như thế này như thế kia, pháp lý như thế này như thế kia, thậm chí là khẳng định là pháp lý cô Sáu là chiến thắng 99%, trong khi là phía bên Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận đó vị, họ bác cái việc mà yêu cầu của cô Sáu là hủy giấy khai sanh, tước cái quyền làm con của Hồng Loan, rất là phi lý. Phía bên Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận người ta đã bác đi cái yêu cầu đó nha vị. Không có cái yêu cầu nào mà nó dễ rách như vậy. Tình cha con người ta 30 mấy năm mà bây giờ lên là làm đơn là kiện, là bác đi cái quyền làm con, làm cha của người ta, tình cha con người ta bị cắt đứt. Đó, chúng ta thấy đó, những người mà người ta không có hiểu về tình cha con người ta mới làm như vậy. Chứ còn mà ai mà hiểu được cái tình cảm cha con như thế nào thì không ai làm như vậy hết đó. Sống vì tiền riết rồi quen rồi, tình cảm gia đình như thế nào mà cũng không rõ, không rành, không hay, không biết. Và chính cô Sáu cũng đã từng nói rằng là vì cái sự ích kỷ của mình mà kiểu như là ngăn cản việc chú Năm Vũ Linh là lập gia đình, sợ là mất đi miếng mồi ngon, mất đi cái khăn ngân hàng của mình, mất đi cái chỗ rút tiền, mất đi cái nơi mà để trả nợ cho mình, nuôi ăn mình, cho nên là ngăn cản việc chú Năm tìm hạnh phúc riêng của mình. Báo chí đang rầm rầm ngay, không phải là mình tự nói nha quý vị. Rồi, nội dung liên quan đến tờ báo viết về Hồng Loan nè, viết mà không có hào, viết xấu, nói xấu với Hồng Loan đó vị. Báo Substack, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đi diễn nhà hàng nước ngoài, khán giả ngán ngẩm chờ bài. Đó vị, đây là một cái tiêu đề rất là giật gân. Như thế này, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nhận về nhiều ý kiến tiêu cực khi đi diễn ở nước ngoài. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là đang có mặt tại Úc để lưu diễn phục vụ bà con kiều bào tại đây. Trên mạng xã hội, Hồng Loan cũng liên tục cập nhật những hình ảnh trong chuyến lưu diễn cho khán giả theo dõi. Cái này quý vị, cái này không phải là chuyến lưu diễn mà Hồng Loan chỉ tham gia vào cái đoàn Ngôi Sao Phương Nam với là thân phận là con gái của cố nghệ sĩ để giao lưu với khán giả, chứ không phải là lưu diễn nha, giao lưu với người hâm mộ cha của mình. Đó là mong muốn của rất là nhiều người, và để phục vụ cho nhu cầu mong muốn của khán giả thì Hồng Loan đi cùng với lại các cô chú anh chị nghệ sĩ khác trong Ngôi Sao Phương Nam để phục vụ cho khán giả tại Úc, chứ không phải là đi lưu diễn như đây cả. Hồng Loan là bị chơ bai khi chạy show nước ngoài. Hồng Loan chạy show nước ngoài, chúng ta thấy đó. Mới đây, một đoạn clip Hồng Loan biểu diễn tại nhà hàng nước ngoài đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh xuất hiện trên sân khấu với trang phục chỉnh chu, trang điểm kỹ lưỡng. Cô mang đến những ca khúc quen thuộc từng trình diễn trên sân khấu trước trên sân khấu trong nước. Ở đây là nói về cái ngoại hình đó đi, chỉnh chu ha, kỹ lưỡng, ngon lành. Sau đó là nói đến những cái ca khúc của Hồng Loan nè. Thế nhưng là tiết mục của Hồng Loan nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Dưới đoạn clip, rất nhiều bình luận
để lại chơi bài khả năng ca hát của Hồng Loan. Các ý kiến cho rằng là cô được yêu mến là nhờ là con gái của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh, chứ giọng hát thì không thể đem đi kiếm tiền được. Quý vị thấy đó, như thế này đương nhiên là người ta yêu mến Hồng Loan là con gái của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh, đó là điều hiển nhiên, không có ai là nói là không phải là như vậy hết á. Còn cái giọng hát á, để đi kiếm tiền không kiếm tiền, cái chuyện đó là không quan trọng. Có nhiều diễn viên rồi nhiều người mẫu, người ta hát không hay, người ta vẫn đi tham gia tổ chức show diễn, người ta mang hình ảnh của mình đến giao lưu với khán giả để tạo niềm vui với khán giả thôi, là người ta cũng kiếm tiền được rồi. Hay ai dở không quan trọng, quan trọng là ở sự cảm nhận của người nghe nha. Quan trọng là ở sự cảm nhận của người nghe, chứ không phải là giọng hát hay hay dở. Hay mà không có đạo đức thì cũng chẳng ai thèm nghe. Nhưng mà hát không hay mà sống có đạo đức, rồi sống đàng hoàng tử tế, biết người biết ta, biết yêu thương đồng loại với nhau, thì sự ủng hộ là điều đương nhiên. Và cái cảm xúc trong lời ca nó khác với lại là gọi là cái kỹ thuật trong lời ca. Tại sao nhiều người lại thích những cái dòng nhạc dân ca trữ tình mộc mạc, không cần phải là kỹ thuật lắc léo uống nắng nhiều tùm lum của cái dòng nhạc đương đại như bây giờ, mà người ta luôn là say đắm vào những cái dòng nhạc dân ca rất là mộc mạc trữ tình, hát về tâm, hát bằng tâm trạng chứ không phải là hát bằng kỹ thuật. Nên ở đây là báo viết lại ý kiến của khán giả như vậy, thì đây là một phần nhỏ khán giả thôi, chứ còn mà khán giả quý vị thấy đó, họ quý mến Hồng Loan như thế nào và họ thích Hồng Loan đứng trên sân khấu hát như thế nào. Quý vị thấy là nhiều diễn viên hài đó, người ta cũng đứng trên sân khấu người ta hát, họ hát không hay nhưng mà người ta vẫn thích nghe. Ví dụ như là một số nghệ sĩ hài trẻ của Việt Nam hiện nay đó, người ta đứng lên người ta hát, hát có hay đâu, hát cũng bình thường, nhưng mà khán giả họ đến ủng hộ là ủng hộ bằng cái tình đó, chứ không phải là ủng hộ bằng cái chất giọng, không phải ủng hộ bằng cái kỹ thuật đó. Cái kỹ thuật đó thường đi với kỹ xảo, mà kỹ xảo thường đi với lại cái sự gian dối, đó là như vậy. Trường hợp là những nghệ sĩ người ta có tầm có tâm ha. Rồi viết tiếp như thế này: đây không phải là lần đầu tiên Hồng Loan nhận được những ý kiến như thế này. Kể từ ngày là Hồng Loan là tham gia biểu diễn tại các sân khấu, không ít khán giả đã lên tiếng chê bai về giọng hát của cô. Không sao cả quý vị, cái chuyện hát không hay thì mình tập từ từ nó hay là đương nhiên. Quý vị còn nhớ trong một cái chương trình Việt Nam Idol hay gì, sao thần tượng âm nhạc gì đó, quý vị nhớ rằng trong một cái chương trình cực lớn của đài truyền hình mà có một ca sĩ tham gia vào chương trình đó là quan hát, nhớ không lầm là một thí sinh thí sinh mà dưới trướng của ca sĩ Văn Nhiễm Tường sao bị của lâu rồi không nhớ tên của nhạc sĩ đó, cũng như là ca sĩ đó thì quan hát nhớ tên, nhưng mà tạm thời là quan hát không đọc tên của ca sĩ đó. Thì một tháng tức là ban giám khảo đó, ban giám khảo người ta đánh giá về ca sĩ đó gọi là thảm họa âm nhạc nha quý vị, gọi là thảm họa âm nhạc, là thí sinh dưới sự quản lý hướng dẫn của Trần Lập thôi, Trần Lập của ca sĩ Trần Lập sao. Thì khán giả đánh giá là cô ấy là hát như là một thảm họa âm nhạc, nhưng mà bây giờ là trở thành một ca sĩ nổi tiếng nha, rất là nổi tiếng. Một ca sĩ Bảo gì đó, vì Bảo ngoan hát không đọc là Bảo A tạm gọi gì là Bảo A đó, và sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng, hát lúc đó không có hay, ngoại hình rất là dễ thương, rất là đẹp không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp đi hát, mà chẳng qua là cũng là một ca sĩ bình thường thôi đó, để mà lên tham gia một chương trình đó. Nhớ không làm là một người là bán thời trang mỹ phẩm gì đó, bị rồi trở thành một ca sĩ nổi tiếng sau cái chương trình đó, mặc dù là bị khán giả đánh giá là thảm họa âm nhạc đấy. Thì Hồng Loan cũng chưa được là ban giám khảo nào đánh giá là thảm họa âm nhạc cả, còn mình hồi giờ là không đứng trên sân khấu, không có kỹ thuật, không học qua thanh nhạc thì hát kiểu như là hát bằng cái giọng chân chất của mình á, phát con ra thì nó rất là bình thường, ai cũng ủng hộ điều đó. Rồi tiếp nè quý vị, những cái bình luận của khán giả như thế này: vậy ai cũng khen hay, ý là nói Hồng Loan hát vậy mà cũng ai cũng khen hay, chị hát là không được hay lắm, ai nói là hát
hay hay không hay ở đây chủ yếu là cái tâm trạng hát, cái tâm của người đặt vào bài hát không? Ca gì vậy trời, ca sĩ của năm cũng được, ca sĩ như ca như thế nào là ca sĩ của năm cũng được. Rồi khán giả khác là khán giả giờ là dở tính hay là không biết thưởng thức âm nhạc hay là thế nào hay là sao ta? À, quý vị đó, khán giả biết lắm, người ta đến để bây giờ quý vị biết là nhiều dòng nhạc nó gây ra những cái sự xáo trộn trong cái sự mà thưởng thức âm nhạc của người 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 dân toàn toàn thế giới luôn, chứ không phải là trong đất nước Việt Nam của chúng ta không. Dòng nhạc bây giờ nó lung tung lắm quý vị, nhưng mà hát những cái dòng nhạc dân ca âm hưởng dân tộc đó thì nó vẫn luôn 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 là mang lại cho con người chúng ta một cái sự gì đó mà nó gần gũi và nó trường tồn, nó không bao giờ phai nhòa mà cũng không bao giờ biến mất. Đó là một cái dòng nhạc nó mang đậm chất trữ tình của dân tộc Việt Nam. Thì dù hát hay hát dở nhưng mà cái dòng cái điệu nhạc nó luôn ấm áp, luôn mang đến một cái gì đó đời đời thường, cuộc sống đời thường. Cho nên là hát hay hát dở không quan trọng, chủ yếu là tâm trạng và đẩy vào cái hồn trong bài nhạc là được. Rồi tiếp tục là một khán giả khác là hát tạm chứ nói thành ca sĩ thì phải trao dồi nha. Thì chị Bình Tinh cũng đã từng nói như vậy, anh Hai Vũ Lung đã từng nói như vậy. Hồng Loan mà muốn đi con đường nghệ thuật thì cần phải học thanh nhạc, cần phải làm lại từ đầu. À, mà không biết là Hồng Loan là có thời gian để làm lại từ đầu hay không, hay là dạo chơi một thời gian để giao lưu với khán giả của cố nghệ sĩ Tú Lưu Linh, rồi sau đó tập trung vào làm kinh tế, thì đó cũng là cái con đường quyết định của Hồng Loan ha. Như thế nào đó thì chúng ta chờ xem, chờ sau này như thế nào ha. Rồi viết tiếp như thế này: con gái nghệ sĩ Tú Linh là cảm ơn tổ nghề để cho con được cái duyên được bước vào nghề của ba. À, bây giờ có bước hay không bước thì cũng đã lên sân khấu rồi. À, và Hồng Loan viết như thế này nè quý vị: đêm hôm qua là đêm con hạnh phúc và vui nhất khi được vinh dự đứng trên sân khấu lớn cùng với các cô chú anh chị đồng nghiệp của ba, và được yêu thương của các cô bác khán giả đã yêu thương ba từ trước đến nay, giờ là dành cho con. Trước tiên là con xin kính ơn tổ nghề đã cho con được cái duyên được bước vào nghề của ba, và được tiếp nối ba con được đi hát cùng anh chị của con. Và sau là con kính gửi đại gia đình của con lời cảm ơn sâu sắc nhất, lúc nào cũng dành cho con tình yêu thương vô bờ bến. Con xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Đó thì quý vị thấy đó, bước vào con đường của nghệ thuật đương nhiên là nó có nhiều chông gai, và nó sẽ trải qua rất là nhiều thăng trầm. Một ca sĩ đỡ thành danh, trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng thì quý vị biết nó phải đổ bằng mồ hôi và nước mắt. Việc chơi bai, việc bị scandal, việc bị nói không đúng sự thật, hoặc là vấp phải những cái rào cản về nghệ thuật, về đời sống, về xã hội vân vân, rất là nhiều thứ. Cho nên là cái chuyện mà ông Loan vấp phải những cái ý kiến trái chiều lại bình thường. Như Trấn Thành nha nè, quý vị thấy đó, một diễn viên, một MC rất là nổi tiếng, nhưng mà quý vị thấy là liên tục bị bêm đờ lưa, dính drama liên tục, nhưng mà cũng không hề hấn gì, miễn sao có tâm với nghề, phấn đấu với nghề, mình cống hiến giờ thì cống hiến cho nghệ thuật thì vẫn luôn được đón nhận từ khán giả. Chuyện đó là không có gì gọi là đúng không quý vị? Cho nên là chúng ta cứ yên tâm, không có gì hết đó. Quan trọng là có yêu nghề, có tiếp tục đi hay không. Người ta chân vững, đường thẳng thì người ta đi nhanh, còn mà nếu mà mình chân không vững, đường không thẳng thì chúng ta tập đi từ từ. Rồi thì đó là cái câu chuyện liên quan đến báo. Và trước khi đến với những chia sẻ của chị Đi về những vấn đề của Hồng Loan khi mà chị đang ở bên Úc á, thì Quang VH cũng xin kết thúc video clip tại đây. Và cũng chân thành cảm ơn quý khán giả luôn đồng hành cùng với Quang VH trong xuyên suốt hành trình lên tiếng để giúp cho con gái cố nghệ sĩ có được những thông tin xanh sạch đẹp như vậy. Và phần chia sẻ của chị Ni là cái phần kết cho video clip này. Quang VH xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video clip khác. Và cũng xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc đến với cô chú anh chị và các bạn. Mọi người có biết đây là lần đầu tiên đi live TikTok không mọi người? Đây chị live TikTok, tại vì chị bỏ quên cái máy kia ở nhà rồi em.
Chị không có điểm gì à, nhất là cái con nhỏ mà đẹp đẹp mà bảy màu đó, nhỏ đó đó mới rồi bên cái gì nói cái là gì? Nó hồng loan có nhiều điểm đẹp lắm hả, từ đó sao nó hồng loan chị ghét đấy. Cái người nó hay mặc vào là biết con người là không có tốt rồi, em để ý là người nào mà hay mặc vào mới tốt. Đầu nói vậy sao rồi bắt đầu nói còn người ta, còn người ta biết cái gì mà nói nó cảm ơn Duyên Nguyễn nha. Trời ơi, ở trên xe nó rung quá mọi người ơi. Chị thấy cái cách của Hồng Loan nó nói chuyện là chị không có tiếp xúc nó hả? Mới qua tiếp xúc nó sao? Ở ngoài thấy nó rất là hiền, nó giống anh Vũ Linh. Cực kỳ luôn á. Mọi người có nghe gì không? Lên sân khấu. Trời ơi, nó giống ba nó quá trời luôn. Từ cái chào Thảo Dương, chào con. Nó ai nó cũng giống ổng đây đó. Ai tiếp xúc với Hồng Loan cũng thương. Cái cách này nó giống anh Vũ Linh ăn lắm đó. Tôi nghĩ cái bản chất thật đó mọi người. Hiện rõ luôn, nhưng không có cần phải thảo ma. Nó nói chuyện thật thà. Nó phải đóng kịch. Nó không có điều mà, nó sao nó vậy hả? Nó không có điều mà. Nhìn cái mặt nó là thấy hiền hơn cái con Hồng Phượng rồi. Sao mà em qua đây á, em thấy anh Thái Giám lên là em mệt lắm luôn, anh Thái Giám em mệt lắm. Thấy mỗi lần anh lên là em nhức đầu luôn á, không muốn nói tiếng Việt với anh luôn á, nó chán dễ sợ luôn á. Cứ bảo là con nuôi, đúng rồi, vào sổ hộ khẩu đấy, chú không ẩm về mà chú cho vào sổ hộ khẩu đấy. Có những đứa kêu là ruột thịt nhưng chú không có sổ hộ khẩu thì sao, không cho vô sổ hộ khẩu thì sao. Cứ vậy hoài luôn, cứ nói như vậy hoài ra được gì. Không ai cho nổi tiếng bây giờ cứ thích như vậy, đu bám cái chức năng của mình ở nhà làm cái gì phi công thì làm cho tốt đi. Chứ lên đây mà làm gì nói sai sự thật cho chúng nó chửi bổ bố ra. Cái gì vậy trời, em mệt mỏi với anh Thái Giám luôn á. Đi chơi cũng không yên với anh á, ngày nào anh cũng ra giả, anh cứ nói con nuôi. Nhưng mà anh có biết rằng là 5 đứa con vào sổ không, sao sổ hộ khẩu của nhà không vậy. Rồi anh có biết là Ủy ban Nhân dân Phú Nhuận là có xác định là giấy tờ mà bảo là hủy con nuôi là bất hợp pháp hay không? Hả? Là không có hợp lệ hay không? Vô lý hay không? Bác bỏ hay không? Người ta chấp nhận là người ta nói là người đi đem giấy tờ đi đăng ký là chú Năm cơ. Sao cứ nói hoài thế? Trời ơi! Không muốn nói giọng Việt Nam luôn ý. Cứ vậy hoài luôn. Cũng là nhận dắt như là ghét còn lo. Nhưng mà thật sự bây giờ ai không biết đâu mà ghét. Chỉ có bị mấy đứa mà mù quáng nó mới. Từ bây giờ người ta đã thương rồi thì con nuôi ruột gì người ta cũng thương, đúng không? Dạ. Đằng sau là nuôi hay ruột người ta vẫn thương. Bây giờ ruột đấy, bên đây là nói ruột đấy, bên cứ bảo là nuôi, ok, từ nuôi đi. Bây giờ người ta thương thì làm sao? Chán ghê luôn á. Con nuôi có quyền thừa tài sản hả? Tôi từ nhỏ tới lớn miễn cao có khai sinh tên của anh Vũ Linh là được thừa tài sản. Đợi con nói đây, này nói mặt thấy chưa? Đúng không? Đang ở Úc gặp những người bạn của cố người xỉu Tú Vũ Linh, những người mà cách đây mấy chục năm về trước, chú Năm qua nước ngoài hát á mọi người, biểu diễn á, đi chơi cùng. Anh Năm mà anh xuống nhà bà chị ruột chị mà ca sĩ Như Lan á, chờ quýnh bài với chị luôn mà. Người ta, đúng rồi ạ. Đâu rồi? Trời ơi, giờ tôi không biết chỉnh sao đây trời.